Xin chào tất cả mọi người. Như là tất cả mọi người biết là lịch của Hen dạo gần đây rất là căng thẳng, phải di chuyển rất nhiều, hầu như là không có thời gian để chuẩn bị cho mình những đồ ăn kỹ lưỡng, ăn uống hầu như là gọi là không đủ chất dinh dưỡng khác nhau để có thể bổ sung cho cái gọi hệ tiêu hóa của mình một cách tốt nhất. Và các anh chị Oriflame rất là thương Hen, giới thiệu Hen ngay một cái sản phẩm mà rất là mới, bổ sung chất xơ. Và khi mà Hen sử dụng sản phẩm này thì Hen đã có cái sự thay đổi rõ rệt. Hen không còn gọi là hơi bứt rứt ở bụng của mình hay là khó tiêu, khó chịu như trước nữa, mà nó hoàn toàn cho Hen thoải mái, sảng khoái từ bên trong và làm cho Hen cảm thấy thoải mái ở bên ngoài, làm cho Hen ngày nào cũng vui tươi và nhiều năng lượng. Và đó là một cái điều Hen rất là thích. Uống thì rất là đơn giản mọi người ạ, cầm theo thôi, xong rồi mỗi ngày cứ một muỗng rưỡi 200 ml nước, nếu mà không có ly thì mình có thể bỏ vào chai xong lắc lắc uống. Ôi, quá tiện lợi cho Hen luôn. Cảm ơn Lô Đi Phê rất nhiều.